trình diễn của những nghệ sĩ hài duyên dáng, nghệ sĩ Trần Linh và Bảo An. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho quý vị. Có nói vui nào chưa, mùa xuân đến, xuân xuân ơi xuân đến rồi, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Trần Linh xin được kính chúc cho tất cả quý vị tiền vô sòng sập, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tăng tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Chúc cho mọi nhà một năm đại thắng, không còn lo lắng may mắn đông đầy. Lời chúc mà có hãy vỗ tay mừng năm mới quý vị ơi. Đó, lâu lâu giờ mình điền thấy bà con là thấy sung rồi đó. Nói con cháu gì quý vị, bữa nay em hẹn thằng cháu qua đây đi chợ bông, mà ta nói hẹn nãy giờ kiếm vòng vòng không thấy nó đâu, để gọi coi nó có ở đây không. Alo, alo, thưa bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên thưa bao khách. Dạ rồi, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Một đôi chờ nó, hẹn nó nãy giờ mà cái thưa bao nó còn nằm đè lên cái thưa bao khác. Mày không đi thì thôi, tôi đi một mình ha. Ê chú ơi, chú ơi, chú ơi. Cái gì? Tự nhiên chú hẹn con ra đây đã rồi chú bỏ con đi mình là sao? Con tán vô mặt mày bây giờ. Sao rồi tán con? Tao hẹn mày mấy giờ? Thì 8 giờ. Bây giờ là mấy giờ? 9 giờ rưỡi chứ nhiều đâu. Rồi mày làm cái gì mà mày lố một tiếng rưỡi đồng hồ của người ta? Còn make up mày làm như mày con gái vậy, mày make up. Kệ ta. Sửa soạn không, sửa soạn đi. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Vậy chú? Không nghe. Sao sao? Đứng đó, quay vòng tao coi thử coi. Cái con đẹp trai không? Nó không phải khoen mày nha. Sao? Nhìn cái đầu mày như cái quần thôi. Chị. Xúc phạm gì? Nghĩ sao cái đầu người ta vậy kêu cái quần? Chứ gì? Mới hôm qua con ra tiệm cắt tóc kêu người ta thiết kế con kiểu cái đầm chứ bộ. Bà đồ cha nó cái quần nó chịu, nó chịu cái đầm. Thì kiểu cái đầm, nó nói cái đầm. Bây giờ dẹp cái đầm mày qua một bên đi. Sao? Tao nói mày nghe là mày sửa soạn thì cũng nửa tiếng đồng hồ thôi. Thì đúng rồi. Mày làm cái gì mà mày lố một tiếng nữa như vậy? Trời ơi, con nói chú nghe nè. Gì? Nãy con đang đường trên đường tới đây nha. Sao? Con chừng nghe đèn đỏ của bà nước ngoài kia, bà hỏi đường con. Con tấp vô con nói chuyện với bà cặp buổi trời. Cái gì? Mày biết nói chuyện với người nước ngoài luôn hả? Chứ sao? Nói nghe. Sao? Bây giờ mày chỉ tao vài câu đi. Vài bữa tao về quê tao ăn Tết tao rủ với mấy thằng hàng xóm rồi. Vậy chú muốn học tiếng Anh đúng không? Chính xác. Đọc theo con nè. Đọc theo mày. Cutter. Cutter. Setter. Setter. Cắt setter. Cắt setter. Máy cắt set. Honda. Honda. Dada. Dada. Honda. Honda. Xe Honda. Ồ. Tiếng Anh mày dễ học vậy luôn hả? Chứ sao? Quá tầm thường. Sao tầm thường? Đây nè. Sao? Trình độ cỡ chú biết tiếng Nhật mà tao còn chưa nổi. Gì ghê vậy? Thích tao chỉ mày một câu nghe chơi thôi. Ghê. Đọc theo chú nè. Đọc theo chú luôn. Ba ta tờ. Ba ta tờ. Dài ba ta. Ủa sao tiếng Nhật chú đảng hậu vậy? Vậy mới xứng với tiếng Anh của mày. Mày đặt xạo xạo không à? Nói đây nè. Sao? Giờ dẹp mấy vụ đó qua bên đi. Biết bữa nay hẹn mày đi qua đây làm chi không? Làm gì? Tốt nhất tới đây rồi. Qua đây tao nói mày mua sắm cái gì nó cũng có. Mua sắm đủ hết chưa? Để chưa? Chưa đúng không? Đúng rồi. Một hồi nữa tao dắt mày đi mua sắm. Bông, hoa, trái cây, cái gì nó cũng có hết. Đã vậy? Tha hồ luôn. Tao nói mày nghe, bên chỗ chợ Bình Điền có hội sinh vui lắm. Chương trình văn nghệ phục vụ bà con, người ta mời tao qua bển phục vụ. Vui hen. Chứ sao? Tao tài năng đầy mình. Ghê vậy? Chứ sao? Ủa mà chú có tài năng gì vậy? Trời ơi, tao làm thơ hay lắm. Thiệt không? Tao làm thơ nghe nhức nhối luôn. Thích tao tặng mày một bài nghe chơi coi. Đâu tặng con nghe chơi coi. Sau đây xin trình bày một bài thơ nói về tình yêu động vật. Về. Nghe nè. Con chuồn ngồi cạnh con na. Ờ. Con na thấy vậy liếm tay con chuồn. Hay nha. Con na ngồi cạnh con chuồn. Ờ. Con chuồn thấy vậy. Đấy. Chú liếm gì nha. Liếm gì? Qua bên đó mà chú liếm tầm bậy tầm bạ là chỉ dép lào vô ngõ thôi chú ơi. Bậy bạ đâu? Chứ chú liếm gì? Mày đứng đây tâm mừng lại cho nghe nè. Đâu? Làm con sao cho được nha. Con ngồi cạnh con na. Ờ. Con na thấy vậy liếm tay con chuồn. Rồi sao? Con na ngồi cạnh con chuồn. Ờ. Con chuồn thấy vậy liếm gì? Liếm mồm con na. Là cái mỏ đó đó. Mày cắt khúc đó mày chọt chọt cứ hoài, bà con người ta hiểu lầm bây giờ. Chú làm thơ gì bà con ta mới hiểu lầm đó. Cái mỏ mày đó. Tao làm thơ gì mà chê. Làm thơ vậy thôi chứ. Ủa mà chú. Gì? Hồi nãy chú nói là chú qua bên đó biểu diễn văn nghệ. Đúng rồi. Chồng theo chứ. Biết gì không đòi theo.
Trời, chú tài năng này mình chứ con tài năng là một bụng á chú. Mày tài năng gì? Dạ chú muốn biết tài năng của con đúng không? Sao? Dạ chú dám thi đấu với con. À ấy, mày nói mày thông minh hả? Ờ. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả con? Mày thích đấu cái gì? Tao câu mày câu, ai không đấu được thôi đúng không? Ờ. Bây giờ ai đấu trước? Dạ con nhỏ nè, con chắc chú đấu trước luôn đó. Mày chắc chú đấu trước đúng không? Đúng rồi. Nghe nè con, mày ranh về động vật không? Nói về động vật là con một bụng. Tập trung cho đố về động vật nè. Sao? Con mèo đen người ta gọi là con mèo mung. Ờ. Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Ờ. Con ngựa đen người ta gọi là con ngựa ô. Chính xác. Vậy chứ con heo đen người ta gọi là con heo gì? Heo mỏi nè. Sai. Con heo rừng. Sai. Vậy thua đó. Thua đúng không? Ờ. Đây nè, con heo đen người ta gọi là heo gì? Heo chuồng với heo bít. Đâu có vậy, cho chạy như ta có vậy. Ủa sao con heo chuồng với heo bít? Mày chưa hiểu nè. Chắc bộ bài 52 lá heo chuồng với heo bít nó màu đen với màu gì? Ờ. Tới không quýnh bài hả? Ngu, quýnh bài công an bắt cái gì? Mày mới ngu quá. Sao mày chơi quýnh bài thuần tí thôi. Ai biết mày quýnh bài tiền chi công an bắt đáng chịu. Tới mày. Thì tới con đúng không? Ừ. Con hỏi chú này chú có rành về các loại cầu không? Trời ơi, tao nói mày khắp Việt Nam này chỗ nào tao cũng đi, cầu nào tao cũng biết. Giờ con hỏi chú nè. Sao? Chú có biết cầu Mỹ Thuận không? Tiền Giang chứ đâu. Vậy chú có biết cầu Rạch Miễu không? Bến Tre. Vậy giờ con hỏi chú nè. Sao? Cầu gì nguy hiểm nhất? Cầu Dược. Sai. Cầu Treo. Sai luôn. Thua. Thua đúng không? À. Đây nè, cầu mà nguy hiểm nhất đó chính là cầu gì? Cầu Giao Điện. Sao cầu Giao Điện? Nè, chú thử xuống đút tay vô vàng âm thanh ánh sáng có cái cầu dao trọng á. Người chú không quét nữa. Mấy ông nội ơi, một đấm cầu dao mà không nhắc tôi sao? Thấy chú đúng không? Đúng rồi. Động vật tiếp tục nè mày. Sao? Con trâu con người ta gọi là con nghé. Ờ. Con bò con người ta gọi là con bê. Đúng rồi. Vậy chứ con lừa mẹ người ta gọi là con gì? Lừa cái. Sai. Con lừa nè. Sai. Vậy thua đó. Thua đúng không? Ờ. Cái nè, con lừa mẹ người ta gọi là con gì? Con mất dạy. Ủa sao con mất dạy? Chưa hiểu luôn kìa. Cái nè, mày là con mà mày đi lừa mẹ mày. Mày không mất dạy chứ cái gì mất dạy? Chú là chú chữ. Không có à, cái này tao đố à. Tao mày mày không đố mày thua. Vậy thấy con đúng không? Không. Tiếp tục về cầu nè. Vô. Vậy con hỏi chú nè. Sao? Cầu gì mát nhất? Cầu khỉ. Sai. Cầu dừa. Sai luôn. Thua. Thua đúng không? Ờ. Đây nè, cầu mà mát nhất đó chính là cầu gì? Cầu Gia Đạo. Là sao? Là cầu Gia Đạo. Vậy mày cũng nghĩ ra đó. Chứ sao? Tại mày thấy mặt nó đù đù vậy mà nó khung cái em nói ơi. Tiếp nào mày. Sao? Câu cuối nè. Ờ. À. Hồi xưa cái gì của vua người ta cũng gọi là lông hết. Ờ. À. Thí dụ nè, cái nón vua đội người ta gọi là lông mão. Ờ. À. Cái áo vua mặc người ta gọi là lông bào. Đúng rồi. Cái ghế vua ngồi người ta gọi là lông ngai. Chính xác. Cái giường vua nằm người ta gọi là lông sàng. Ờ. À. Vậy chứ bây giờ chú đố mày. Sao? Vua mà đi uống trà người ta gọi là lông gì? Vua mà đi uống trà người ta gọi là lông tiếp. Là sao? Là trà liếp tông. Mày khôn dữ ta. Chứ sao? Vậy chứ vua mà phòng chống lũ lụt người ta gọi là lông gì? Vua mà phòng chống lũ lụt người ta gọi là lông chó. Sao lông chó? Là lo là chống đó. À, à lông chó là lo chống. Ừ. Khôn. Chứ sao? Vậy chứ vua mà đi tắm người ta gọi là lông gì? Vua mà đi tắm người ta gọi là lông mau. Là sao? Là lau cái mông. Vậy chứ vua mà đi nhảy đầm người ta gọi là lông gì? Vua mà đi nhảy đầm người ta gọi là lông mắt. Là cái gì? Là lắc cái mông. Câu cuối nào mày? Sao? Vậy chứ vua mà động phòng với hoàng hậu người ta gọi là lông gì? Vua mà động phòng với hoàng hậu người ta gọi là lông gì? Lông gì? Ai biết? Tao cho chứ, tao ông vô mỏ mày bây giờ. Mày giỡn mặt ha? Thì không biết, tao nói không biết. Không biết sao thua đi? Thì thua đó. Thua đúng không? Ờ. Đứng đó mà nghe nè. Sao? Vua mà động phòng với hoàng hậu người ta gọi là lông gì? Lông nền. Là gì? Là lên nồng. Là sao? Thôi mày đừng hỏi nữa, mày hỏi nữa tao giải thích. Hai đứa mình lên thường. Lớn rồi mấy chuyện đó tự động biết đi mày. Mày xạo xạo tao nói rồi. Trứng làm sao không hôn dịch được. Một không chưa? Có không phục. Vậy chứ giờ muốn sao? Mày giờ muốn con, sao? Giờ con với chú thi cái khác. Thi gì? Con với chú thi hát đi. Trời đất ơi, mày không thấy nãy giờ ca sĩ người ta hát hay gần chết hả? Mày đòi mày làm mày thi hát.
mình là mình hát không hay mà mình hát lạ hơn người ta. Lạ là lạ sao? Giờ con hát một con vật, chú hát hai con hát ba con, chú hát bốn con, ai không hát được người đó thua. Quá tầm thường. Ai hát trước? Hồi nãy là con chấp chú đố trước rồi đúng không? Giờ tới con hát trước nha. Chắc mày hát trước luôn. Chắc con không? Một con, vô. Nghe nè, vô. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng. Một con. Con đâu? Thì đêm đêm người mùi hương. Con dê đó. Dê đâu? Thì mùi là dê đó trời. Cái gì? Tiếng sống dân nạn thịnh thị ngọn mùi là dê đó hả? Thì đó. Ông cha. Vậy mà nó không nghĩ ra nữa. Thằng này nó khôn thiệt ông ơi. Tiếng chú đúng không? Đúng rồi. Hai con nghe là mày. À. Cúc cu, cúc cu. Hai con chim cúc với con chim cu. Chú à, chú chơi gì kỳ lắm nha. Cái gì? Tự nhiên cút cu cái hai con chim cút với chim cu. Tao không cần biết. Miễn có tên là có con. Tới mày, ba con không hát, thua. Tới con ba con đúng không? Ừ. Nghe nè. Vô. Bắc kim thang cà lan bi rờ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chưa có con. Chú bán dầu qua cầu mà te. Chưa có con. Chú bán ếch ở lại làm chi? Thôi. Con le le đánh trong lội kèn. Thôi. Con bìm bịp thôi tò tí te tò te. Thua. Ủa sao thua? Tao nghe mới hai con le le với con bìm bịp hết. Vậy chú quán ếch ở lại làm chi? Con ếch nên chi? Nhiều khi ổng bán ếch mà ổng không có ếch rồi sao? Con không cần biết. Hồi nãy chú nói miễn sao có tên là có con. Giờ tới chú bốn con chú không hát chú thua. Mày cũng lẹo lử quá ha. Chứ sao? Bốn con đúng không? Đúng rồi. Nghe nè. Sao? Em nghe gì không hỡi em, con chim nó vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên ngọn tre. Hót đi chim, hót đi chim. Bốn chim. Cái này ăn gian dữ dội đó nè. Ăn gian gì? Tự nhiên con chim chú rải bốn góc cái bốn chim. Thì không được thôi, thua. Mày làm cái gì vậy? Một điều. Vậy đi. Được không? Được. Bây giờ nè, ta thấy mày cũng có tài năng đó. Thì đương nhiên rồi. Muốn hát đúng không? Đúng rồi. Hát lạ hơn người ta đúng không? Đúng rồi. Tao nói mày, tao với mày hát là không có lại ca sĩ đâu. Thì đương nhiên. Hát lạ bây giờ chú hát mày múa minh họa đi. Là sao? Thí dụ nè, chú hát là an ơi, hãy ngồi đi An, thì mày ngồi. Ngồi hả? Ngồi, hát ngồi là phải ngồi đó. Thí dụ bây giờ chú hát là An ơi, hãy bò đi An, thì mày bò. Bò luôn. Đó. Thí dụ chú hát An ơi, hãy cạp đất đi An, thì ơi. Chưa gì bắt người ta cạp đất rồi. Không có, cái nói thí dụ thôi. Giờ là hát khác không có cạp đất đâu. Mày đứng xích ảnh đi, tao hát xong mà người vậy được rồi. Đây đúng không? Ok, chuẩn bị vô nè. Người ơi mau về đây. Về hát, về hát. Về đây ghé lại xong rồi đi. Đi. Người ơi hãy nhớ mau về đây. Ghé đây xong rồi đi liền đi. Người ơi mau về đây ghé lại xong rồi đi. Người ơi hãy nhớ ơi người ơi. Người ơi. Ôi. Chết mẹ rồi. Ôi. Tháng 7 cô hồn qua rồi mà mày nhập nhiều thế ghê vậy. Nó đi mua nhang với chuối dằn bụng hay gì. Ôi. Tao khổ mày ghê. Nó hát xong nửa tiếng đồng hồ mày chạy vòng vòng như gà mở cửa mãi vậy. Con bị liệu mà chú hát vậy chạy muốn xúc cái quần luôn. Bữa nay là 28 Tết âm lịch nha mày. Mày đừng có để là bị chạy vòng 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 là mệt lắm à. Tại chú chứ ai. Chú gì? Thôi tao nói mày nghe vậy nè. Bây giờ muốn theo ta đúng không? Đúng rồi. Nhà cửa thì chưa có mua sắm đầy đủ đúng không? Ờ. Đi qua hội sân tha hồ mà mua. Thiếu cái gì mày mua cái đó. Sẵn trớn tao kêu chiếc xe ba gác cho mày chở về luôn. Đã vậy? Xong rồi coi chương trình. Dạ. Tao phục vụ bà con. Chú phục vụ cái gì? Trời ơi, tài năng tao này mình. Ghê vậy? Tao nói mày, tao là cỡ Lâm Gia Bảo hồi nãy. Wow. Tao hát cải lương. Được không? Trời ơi, bây giờ quốc cậu giọng cổ bà con vỗ tay là tao mày đi qua bển phục vụ liền nè. Ok luôn. Nghe nè. Vô. Nắng nhẹ cành quá thước ta trong nắng mới. Bình điên ơi mùa xuân đang tới xin hãy
chưa? Đấy, muốn học đúng không? Đúng rồi. Vài bữa ăn Tết xong qua nhà tao, tao chỉ cho học. Vậy hả? Bây giờ đi hồi xuân đi mua sắm. Ờ vậy thôi, đi chú ơi. Ôi ơi, nói nghe. Vậy chú? Chào bà con cái rồi đi. Vâng, thưa quý vị, tiểu bộ bài của Trần Linh Bảo An đến đây đã kết thúc. Xin kính chúc quý vị chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và đặc biệt